Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Sức Khỏe Tự Nhiên. Kính chào quý vị và các bạn. Thay mặt những người làm chương trình, chúng tôi xin kính chúc quý vị và các bạn dồi dào sức khỏe và tràn đầy niềm vui trong cuộc sống. Quý vị và các bạn thân mến, trà xanh là thức uống quen thuộc từ xa xưa và cho đến ngày nay. Nhâm nhi một tách trà ấm giúp tinh thần thoải mái và thư giãn, lại vừa trẻ hóa làn da và tuổi tác. Từ những công dụng được chứng minh và áp dụng, trà xanh được xem là một vị thuốc quý trong chữa bệnh. Qua video này, Sức Khỏe Tự Nhiên sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn những tác dụng của loại trà này. Trà xanh còn có tên gọi khác là chè xanh. Tên tiếng Anh của trà xanh là Green Tea. Nó là loại trà được chế biến từ lá và búp của cây trà, được oxy hóa ở mức tối thiểu trong quá trình chế biến. Cây trà, hay còn gọi là cây chè, được dùng để sản xuất các loại trà khác nhau. Đặc điểm cây trà xanh là loại cây xanh, lâu năm, mọc thành bụi hoặc các cây nhỏ, có nhiều tán lá. Lá trà dài từ 4 đến 15cm và rộng khoảng 2 đến 5cm. Lá non hay búp có màu xanh lục nhạt, mặt dưới lá có lông tơ ngắn màu trắng, lá khi già chuyển thành màu xanh lục. Hoa trà màu trắng ánh vàng, đường kính 2,5 đến 4 cm với 7 đến 8 cánh hoa. Hạt của nó có thể ép lấy tinh dầu từ cây trà, tùy theo công thức chế biến cho ra các loại trà khác nhau như trà xanh, trà đen, trà ô long. Phân bố và thu hái trà xanh. Việc sử dụng có nguồn gốc từ Trung Quốc. Sau này, trà đã được trồng nhiều ở các nước châu Á như Nhật Bản, Đài Loan, Hàn Quốc, v.v. Từ giữa thế kỷ 20 mới được trồng nhiều ở Việt Nam. Từ Bắc vào Nam, diện tích lớn nhất là hai tỉnh Phú Thọ và Quảng Nam. Đến nay có một số vùng được mệnh danh là đất trồng trà ngon như Thái Nguyên, Mộc Châu, Sơn La, Lâm Đồng. Vào đầu mùa xuân, lá trà sẽ được hái bằng tay một cách cẩn thận. Trà được hái bằng tay sẽ cho vị ngọt hơn và ít đắng hơn so với những loại trà được hái bằng máy. Sơ chế: lá trà sau khi hái sẽ được phơi dưới nắng nhẹ hoặc phòng thoáng mát. Khi lá khô sẽ được hấp hoặc dùng chảo để xao trước khi được ép phẳng, xoắn hoặc cuộn, sấy khô và đóng gói. Tác dụng của trà xanh. 1. Bảo vệ sức khỏe tim mạch. Trà xanh có thể bảo vệ tim trước các tổn thương do thiếu máu cơ tim cục bộ gây ra. Hợp chất chống viêm trong trà xanh là catechin có thể làm giảm viêm và giảm căng thẳng oxy hóa trên tim, và loại bỏ cholesterol xấu, làm giảm nguy cơ xơ vữa động mạch. 2. Hỗ trợ điều trị các bệnh răng miệng. Với đặc tính chống vi khuẩn của trà xanh, nó sẽ làm mắc mùi hôi khó chịu ở miệng, trả lại hơi thở tự nhiên và ngăn ngừa sâu răng. Ngoài ra, theo một nghiên cứu, trà xanh còn có thể giảm đáng kể việc mắc men răng. 3. Thanh nhiệt, đào thải độc tố. Trà xanh làm giảm khả năng tích nước trong cơ thể, thải chất lỏng dư thừa trong cơ thể ra ngoài. Vừa thải độc tố, vừa có tác dụng giải nhiệt cho cơ thể. 4. Chữa viêm họng. Đun khoảng 10ml nước trà xanh và thêm vào khoảng 10g cam thảo. Đun thêm 5 phút, lọc lấy nước, rồi lại đun thêm lần nữa. Chọn 2 lần nước, chia uống 4-5 lần trong ngày. Uống liên tục 3-5 ngày là sẽ có hiệu quả. 5. Giảm nguy cơ sỏi mật. Hợp chất có trong trà xanh có tác dụng ngăn cản các tế bào dị thường phát triển và giảm nguy cơ gặp các bệnh ở tuyến mật. 6. Chữa đầy bụng, đầy hơi và có non. Trà xanh hãm nước, thêm vào một vài nụ hoặc hoa mơ, để 5 phút cho ngấm rồi uống, ngày uống một lần khi còn nóng. 7. Lợi tiểu. Uống trà xanh giúp ức chế sự hấp thu của tiểu quản thận, kích thích trung khu vận động của huyết quản, từ đó có tác dụng lợi tiểu. 8. Làm giảm huyết áp. Hơn 4.000 hóa chất có trong trà xanh
có tác dụng tốt làm giảm huyết áp, vì vậy đặc biệt tốt cho người bị bệnh cao huyết áp. 9. Chống lão hóa. Nhờ các vitamin và amino acid khác nhau, trà xanh có thể phòng ngừa tình trạng thiếu vitamin A, C và B, vân vân. Uống trà một thời gian dài vừa chống bệnh và kéo dài tuổi thọ. 10. Chống lo âu và thư giãn. Theo một vài nghiên cứu đã chứng minh, thiamine trong trà xanh có tác dụng làm dịu thần kinh, bớt căng thẳng và stress. 11. Giảm khả năng mắc các bệnh tiểu đường. Polyphenol và polysaccharide có trong lá trà tươi sẽ làm ổn định và duy trì ở mức thấp nhất lượng đường trong máu, đồng thời giúp cơ thể cải thiện sự nhạy cảm với insulin, làm giảm nguy cơ bị bệnh tiểu đường loại 2. 12. Giảm cân. Hợp chất có trong lá trà giúp cơ thể đốt cháy mỡ và 70 calo mỗi ngày, ngăn chặn quá trình chuyển hóa glucose thành tế bào mỡ. Từ đó, sẽ làm số cân nặng của bạn giảm đi. 13. Chống vi khuẩn gây bệnh. Hợp chất có trong trà xanh có tác dụng ức chế sự phát triển của nhiều loại vi khuẩn. Các catechin này liên kết với nhau tạo thành lớp màng vi khuẩn, ngăn không cho vi khuẩn gây bệnh. 14. Khử mùi hôi chân. Bằng cách ngâm chân vào nước trà xanh ấm mỗi tối trước khi đi ngủ, vừa khử mùi hôi chân, vừa làm chân dễ chịu hơn sau một ngày đi đứng nhiều. 15. Có lợi cho trẻ em. Dùng nước trà xanh tắm, rửa cho trẻ để loại bỏ vi khuẩn và bé có làn da mịn màng. Mỗi ngày cho trẻ uống một ly trà xanh ấm sẽ chống biếng ăn cho trẻ và tốt cho tiêu hóa. Cách pha trà xanh. Để có một tách trà ngon, không chỉ thuộc vào nguyên liệu pha trà mà còn phụ thuộc vào cách pha trà. Cách pha trà được nhiều người ví rằng đó là một nghệ thuật thanh tịnh. Dùng lá trà tươi, rửa sạch, vò nát rồi cho vào ấm tích. Đổ nước sôi để 5-10 phút cho ngấm rồi uống. Hoặc dùng trà khô cho vào ấm rồi đổ nước 61-87 độ vào và chờ 5 phút rồi uống. Cách pha trà. Với cách pha trà khô, người ta thường sử dụng 2 gam trà mỗi 100ml nước, tương đương khoảng 1 thìa cà phê trà xanh trong 100ml mỗi cốc, và cũng pha với nhiệt độ nước là từ 61-87 độ trong khoảng thời gian 30 giây. Nếu nước hãm trà quá nóng hoặc hãm quá lâu, dẫn đến giải phóng quá mức lượng chất tannin có trong trà, làm nước trà đặc và đắng hơn. Để có một tách trà ngon, hai kỹ thuật bạn cần phải nắm rõ đó là ráng nước trà qua nước nóng trước để tránh trà bị nguội, và để lá trà trong ấm rồi từ từ rót thêm nước sôi khi uống. Lưu ý khi dùng trà xanh. Ngoài những tác dụng tốt cho sức khỏe trên, nếu uống không đúng cách, trà xanh cũng có những tác dụng phụ sau. Do một tách trà xanh có chứa khoảng 24-45mg caffeine, nên nếu một ngày uống 4-5 lần sẽ dẫn đến hội chứng kích thích ruột, gây mất ngủ, tiêu chảy hoặc táo bón, vân vân. Đối với những người đang dùng thuốc kích thích chức năng của hệ thần kinh, cũng không nên dùng chung với trà xanh vì sẽ gây ra tác động xấu đến hệ thần kinh như chóng mặt, tăng huyết áp, đột ngột, vân vân. Uống trà xanh khi bụng đói sẽ khiến dạ dày khó chịu do axit dạ dày tăng, tạo cảm giác buồn nôn, táo bón, vân vân. Trà xanh làm ức chế việc sử dụng canxi của cơ thể, khiến bạn bị loãng xương do thiếu canxi. Quy tắc cần tuân thủ khi uống trà. Không uống trà lạnh, do trà lạnh gây đình trệ khí, gây tiết đờm. Trà để lâu dễ bị oxy hóa và nhiễm khuẩn, vì vậy không uống trà khi đã để quá lâu. Trà không nên pha lại nhiều lần nước do các nguyên tố vi lượng có trong trà không còn. Tránh uống trà trước và sau ăn. Uống trước ăn sẽ làm loãng dịch vị dạ dày. Sau ăn, axit tannic trong trà làm cho protein trong thức ăn bị cứng lại, sẽ khó tiêu. Và vì trà xanh gây ức chế việc hấp thụ sắt và canxi nên sẽ không có lợi cho sức khỏe.
không dùng nước trà để uống thuốc sẽ làm ảnh hưởng đến hiệu quả của thuốc. Trà để qua đêm khiến một số vitamin bị phân hủy, ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe, vì vậy cũng không nên uống. Trong những ngày đèn đỏ cũng không nên uống trà xanh vì sẽ mất máu nhiều hơn. Trà xanh có thể gây mất ngủ, vì thế không uống trà trước khi đi ngủ. Tránh uống trà đặc, nên pha loãng khi uống để không gây ảnh hưởng đến hệ thần kinh. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Quý vị và các bạn cũng đừng quên nhấn vào nút đăng ký để ủng hộ kênh và nhấn vào chuông thông báo để nhận được những video mới nhất và hay nhất của Sức Khỏe Tự Nhiên. Cuối cùng, xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video lần sau.